Hello. Lần đầu tiên livestream trên Instagram. Xin chào. Trời, có mấy bạn viết cái gì mà khó đọc quá. Thông Nguyễn. Xin chào Minh Minh. Thank you. Đang Doraemon. Hiện tại đang ở Hà Nội, vừa mới diễn xong nên là đang rảnh rỗi. Đang đói bụng. Hello Trúc Béo. Instagram thì bọn anh cũng mới biết chơi đây thôi. Mới à. Nên là hello Hân Ngô. Hà Nội về đêm có gì ăn ngon vậy mọi người? Theo như bọn anh được biết là sẽ có phở. Nhưng mà thường hiếu ở Hà Nội đóng cửa sớm quá. Nhờ. Chưa ăn gì hết, đói muốn chết. Xin chào. Cháo sườn thì lại ăn rồi nhỉ. Cháo sườn hôm trước ăn rồi. Cái này mình không biết coi, ủa đây có cái gì hay hay lắm nè, để chị vô chị coi thử coi. À, có mấy cái hình nữa, con này con kia nè, để chị vô chị coi thử coi. Tầm 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 tầm. Cái này là vương miện. Mọi người có xem MV Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng không? Mọi người phải hãy xem đi, bây giờ đã rất top trending rồi. Xin chào mấy bạn mới vào. Nhìn thấy nãy giờ bên livestream mới nói rồi mà, nói là mới vừa đi diễn xong. Hát hả? Hồi nãy giờ chị vừa mới diễn cho chương trình quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc kỷ niệm 25 năm. Thì bên phía bên Hàn Quốc có nhờ chị hát một ca khúc trong phim Hậu Duệ Mặt Trời, đó là You Are My Everything. Xin chào Bảo Thư Thi Game Mini cái gì. Tên khó đọc quá. You are my everything. Mong đến bên em như sao trời chính là anh. Mới khiến cho tim em rung động phải là anh. Mới khiến cho con tim đóng chặt từ tận sâu. Biết đã yêu và biết rằng You are my everything. Tại vì là hôm nay chị được nhờ hát cái bài này, nhờ hát bài You Are My Everything.
Chị không có gặp chị Hương Tràm, chị diễn xong là chị đi về luôn. Ông đã biết cơn hoa lấy mất, biết ơi nắng sưởi ấm mỗi ngày. Em sẽ không trẻ con như trước, sẽ không để lạc nhau dù một bước. Nếu quá khứ có trở lại, hứa với anh sẽ chẳng còn sự cơ dại, và sẽ yêu anh em đềm vững chãi. Sao thôi gợi sóng trở lại mặt hồ yên à. Có những nỗi nhớ lấn át, chẳng biết vui bao giờ để nở nụ cười buồn. Trái tim em bây giờ chẳng khác, có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi, vì anh chính là cả cuộc đời. Từ lâu tôi nghĩ rằng bao ngóc ngách chịu đựng vì yêu ai cũng trải qua. Người yêu dỗi hờn hay trách móc là quan tâm đến ta. Thôi hát câu của anh Siro anh đánh chết. À hồi nãy chị có nghe bạn nào hỏi chị là sao mà không đi dự khai trương tiệm bánh của anh Dương Triệu Vũ, là tại vì là chị đang ở Hà Nội, chị đi diễn ở Hà Nội nên là chị không có dự cái khai trương tiệm bánh của anh Vũ được. Nhưng mà hy vọng là tiệm bánh của anh Vũ sẽ thành công, được nhiều người yêu thích cái món bánh đó, bởi vì chị thấy là rất là ngon. Nhìn thấy cái món bánh là muốn ăn liền. Chuẩn bị đi về Sài Gòn là sẽ kiếm ăn liền. Mọi người có hỏi gì không? Mọi người đặt câu hỏi đi, ban trả lời cho nè. Đang rảnh lắm. Thôi đừng có hát nữa, nói chuyện đi. I want to nói chuyện. Nói chuyện đi mà. Mình nói chuyện đi ơi. Xuân Nguyễn Xuân Mai, màu son của chị là màu gì thế ạ? À, màu son của chị là màu đỏ. Cái này chán rồi, mình đổi mặt khác đi. Thôi cái này cũng chán luôn. Trời mưa, trời mưa, trời mưa. Hello Tuấn Bảo. Hết rồi. Cái này chán quá. Có cái này là sáng sủa nhất. Đà Nẵng chị mới diễn Niu Phương Đông cái đó mấy ngày, nghẹt mũi quá. Mấy bạn vô sao cứ hỏi hoài. Chị nói là chị mới đi diễn về, mới vừa diễn ở Hà Nội xong tại nhà hát lớn Hà Nội, chương trình giao lưu kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc. Ngày mai hả chị về rồi? Mai chị về Sài Gòn rồi, chị ở Hà Nội mấy ngày rồi? Mọi người không có gì hỏi chị luôn hả? Kêu hát hoài. Hát là phải trả tiền tôi mới hát nha. Phải mua vé đi coi show tôi mới hát nha. Bắt tôi hát hoài. Dạo này tình hình showbiz có gì vui không Huy nhỉ? Đi rồi.
Chị vui đó là Bon đã rớt top 1 trending YouTube cho bài Sống Xanh chẳng dễ dàng. Vui quá. Chị chưa ăn gì hết, đói muốn chết. Show ở Cần Thơ, sắp tới có show ở Cần Thơ không? Nguyễn Tường Huy. Check lịch thử xem. Nhưng mà chị nhớ là ngày 31 tháng 12 là chị có show Bến Tre. Bến Tre Countdown ở Bến Tre gần Cần Thơ, nên mọi người cứ từ Cần Thơ về Bến Tre coi chị diễn. Sắp tới là có Huế, Quy Nhơn. Huế là ngày bao nhiêu? Huế là ngày 15 tháng 12. Hả? Quy Nhơn Quy Nhơn 16, 16 tháng 12. 29 là Đồng Hới, 29 là Đồng Hới, 30 Bảo Lộc, 30 Bảo Lộc. 31 Bến Tre. Bảo Lộc là Đà Lạt đó hả? Hay Không, là ở giữa Đà Lạt. nhưng mà Bảo Lộc là diễn gì? Event hả? À, ngày hai mươi mấy? 29, 29, 30, ngày 30 tháng 12 sẽ diễn event của Honda tại Bảo Lộc. Những ai ở Đà Lạt mà đi 4 tiếng chứ mấy. Ai ở Đà Lạt mà yêu thương chị lại giống người nước ngoài, đó là bởi vì là chị là con lai. Con lai là lai thế hệ F2. F2 là vì ông nội của chị là người Mỹ gốc Ấn, xong rồi lấy bà nội của chị là người Việt Nam, sau đó đẻ ra ba chị. Ba chị lại là người lai lai Mỹ Ấn Việt, thì ba chị lại lấy mẹ chị là người Việt Nam tiếp, thì sinh ra chị là thế hệ F2 rồi. Cho nên là dù có like nhưng mà F2 thì nó cũng không có phải là quá connect của Tây, nhưng mà nhìn nó cũng khác người Việt Nam chính gốc. Sao lại mất tiếng? Nói hồi nãy giờ mà mất tiếng là sao? Chị xài sản phẩm body gì mà da chị đẹp vậy chị? À, chị không xài. Chị có xài một loại kem dưỡng ẩm body không màu, không mùi, không vị, không có một cái gì hết. Nói chung là chỉ đơn thuần là kem dưỡng ẩm bình thường thôi. Nhưng mà chị cũng rất là lười biếng. Nãy chị đè tay vào cái loa hả? Xin chào Ngọc Huyền. Chị có thích Selena Gomez không chị? Bạn đó xinh nhờ. Có một vài bài hát của bạn chị cũng thích, cũng hay. Chị đẹp quá, chị cảm ơn. Chị đang ở khách sạn Hà Nội, vừa mới đi diễn về. Cái tay chị bị gãy một móng rồi nè, buồn ghê.
mấy móng dài có một móng bị gãy, bị xước. Kể chuyện hồi cấp 3. Cấp 3 có gì đâu kể. Thì đi học giống như mọi người thôi. Linh Nguyễn, Linh Giang, cảm ơn em. Chị có dự định đóng phim không? Ừ, nếu mà có kịch bản hay thì chị sẽ đóng. Khi nào về Nha Trang? Nha Trang, ở Nha Trang thì chưa có show gì ở Nha Trang nhờ, vui nhờ. Khi nào có show thì chị sẽ thông báo trên Facebook nha. Đúng rồi, Linh Giang sống xa chị không dễ dàng. Sống xa bọn anh đâu có dễ dàng đâu, không dễ dàng chút nào. Cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi, vì anh chính là cả cuộc đời. Lâu lâu lên livestream với mấy bạn trong Instagram là vì thấy là livestream Facebook nhiều quá mà cũng không có livestream trên Instagram. Mọi người nhớ follow Instagram của anh nhé. Chị có kỷ niệm gì vui khi quay MV Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng Phương Seoul? Là em ở Seoul nữa. À, nhiều kỷ niệm lắm chứ em, tại vì là cái MV này em quay một trong những MV mà quay cực nhất từ xưa tới giờ. Kỷ niệm vui nhất hả? Là kỷ niệm gì vui nhất Chắc chắn là MV trên 15, 15 ngày trên top 1 được? YouTube. Nhưng mà có một điều mà chị phải cảm ơn tất cả mọi người, đó là mọi người đã rất là yêu mến chị, đã nghe những cái ca khúc của Bảo Anh, ca khúc nào ra mọi người cũng ủng hộ, giống như Sống Xanh Chẳng Dễ Dàng lần này ra mắt mặc dù là gần cuối năm vào cái mùa lễ hội rồi, nhưng mà mọi người vẫn nghe nhạc ballad, mọi người vẫn nghe, và cuối cùng thì mọi người đã giúp cho Sống Xanh Chẳng Dễ Dàng bị gián đoạn rồi, nói tiếp nha. Mọi người đã giúp cho Sống Xanh Chẳng Dễ Dàng top 1 trên Zing MP3 và 15 ngày liên tiếp là top trending của YouTube. Đó là một cái điều mà không phải dễ dàng, và Bảo Anh có quyền được tự hào về tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người lần nữa. Cảm ơn Samita. Chúc mọi người thi học kỳ 1 tốt đẹp. Hát cái gì bây giờ trời. Thế mọi người thấy hôm nay bọn để tóc mới không? Lạ không? You are my everything. Mong đến bên em như sao trời chính là anh. Bỗng khiến cho tim em rung động phải là anh. Mới khiến cho con tim đóng chặt từ tận sâu. Biết đã yêu và biết rằng You are my Chị thấy đâu giống đâu em. Đang định nói gì quên mất tiêu rồi ta.
có một cái bài mình thích lắm, như là bài bài gì chị tự nhiên quên cha tên. Chị tự đánh son đó, đẹp không? Son là chị tự đánh đó. Chị tự make up luôn. Hôm nay ra ngoài Hà Nội không ai make up, chị tự make up luôn. Cảm ơn Cammy. Không phải make up lên tay mà tại chị đẹp hơn, ngày càng đẹp hơn. Em mở cái điện thoại em search bài, hát bài chơi cho vui coi nào. Đi sợ đâu anh? California King Bed. Yến Kiều nhà chị đi mấy ngày rồi cũng nhớ Sài Gòn lắm. Hát đi chị. Ok, đang kiếm bài hát nè. Ủa sao mọi người kêu chị để mặt bình thường đi, là sao mặt này là mặt bình thường mà có mặt gì đâu, nó chỉ có thêm một cái bông lúa trên đầu thôi. Just that close, wrist to wrist, toe to toe. Like they felt just like inside of the rope. So how come when I reached up my finger, it feel like more than distance between us in this California king bed. When 10,000 miles apart, I'm in California, wishes on this star for your heart, for me, my California king. Eye to eye, cheek to cheek, side by side. What's the beast next to me? Arms on, door to door, with the curtains drawn, and the last night on these sheets. So how come when I reach just my fingers, it feels like more than distance between us in this California? We're 10,000 miles apart. I've been telling your wishes on this star. Warm your heart for me, my California king, my California king. Just when I felt like giving up on us, you turned around and gave me one last touch that made everything feel better. And even then, my eyes got wetter. So confused when I ask you if you love me.
In this California king bed, we're 10,000 miles apart. In the California we'd say, I'm a star for your heart, for me, my California king. Ok, tôi chỉ đi ăn đây. Bye bye mọi người. Bye bye nha. Đi ăn đây đó, bụng quá rồi. Nha. Xin chào, tạm biệt. Chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. À, chưa, trước khi bye thì xin mọi người hãy nhìn xem bọn anh vừa mới được fan tặng một bó hoa. Đây là quà của FC Hà Nội tặng cho bọn anh. Hoa xinh lắm. Đi. Thấy không, thấy không? Xinh không? Đây, rất to và rất đẹp. Rồi mấy bạn còn mua hạt dẻ cho bỏ năng nữa nè. Ngoài hạt dẻ ra thì còn có sữa chua trái cây. Nhưng mà ăn hết rồi nên không có khoe được. Hạt dẻ này thì là cũng là chị rất là thích ăn ở Hà Nội, chị thích ăn hạt dẻ nên là mua hạt dẻ cho chị. Tặng hoa nữa. Cảm ơn Hà Nội nhiều. Bây giờ thì bye bye nha. Sau khi ăn hạt dẻ thì vẫn còn đói nên là mình sẽ đi kiếm cái gì ăn nha. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người ngủ ngon.